Thưa bà con nông dân, Đạ Oai là thủ phủ trồng sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng với diện tích canh tác hiện nay là gần 5.000 hecta. Nếu so với nhiều loại cây trồng đã bám rễ trên vùng đất Đạ Oai từ nhiều năm nay, thì sầu riêng mang lại một nguồn thu hết sức khả quan, dao động từ vài trăm đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Chính vì vậy mà nhiều giải pháp canh tác khoa học đã được nông dân địa phương ưu tiên áp dụng. Một trong số đó là mô hình trồng sầu riêng bền vững theo quy trình Việt Gáp của nhà nông Nguyễn Văn Tám ở xã Phước Lộc, huyện Đạ Oai. Gắn bó với cây sầu riêng từ nhiều năm nay, ông Tám luôn tìm tòi những cách làm mới để áp dụng vào thực tế sản xuất ở gia đình mình. Phát triển mô hình trồng thuần nên rất thuận tiện trong việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến. Theo đó, bên cạnh chú trọng cải tạo đất, hạn chế nấm bệnh có thể tồn dư, gây hại cây trồng, ông Tám còn ưu tiên sản xuất theo quy trình Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng nông sản, tạo tiền đề để hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Với hướng đầu tư bền vững như thế, vườn sầu riêng rộng 5 hecta của gia đình ông sinh trưởng và phát triển đảm bảo. Hiện khoảng 2 hecta đăng ký kinh doanh với năng suất đạt bình quân 2 tấn trái trên 1 hecta. 3 hecta còn lại sẽ cho bói vào niên vụ 2023. Theo nhà nông Nguyễn Văn Tám, sầu riêng là loại cây ăn trái dài ngày. Việc đầu tư theo quy trình canh tác bền vững là hướng đi mang tính tất yếu, vừa tạo độ bền cho đất và cho cây, vừa ổn định năng suất, chất lượng nông sản. Những năm đầu canh tác theo quy trình này, năng suất và chất lượng nông sản có thể giảm. Tuy nhiên, bước sang năm thứ ba trở đi, vườn cây sẽ dần đi vào ổn định, kéo theo chất lượng nông sản sẽ được nâng cao, cây trồng sẽ không bị mất mùa cách năm.